Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Khắc Phú. Mình hiện tại đang 23 tuổi tại Chương Mỹ, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một vài cái chia sẻ liên quan đến cái ngành học cũng như là công việc hiện tại của mình. Hiện tại thì mình đang là kỹ thuật dựng và đồ họa của hai công ty, đó là công ty MVA Media và công ty Gen Z Entertainment. Trước khi mà mình làm tại hai công ty đó thì mình đã được học tại khoa công nghệ thông tin của trường Cao đẳng truyền hình. Và thực sự thì khi mà mình học tại khoa thì mình được đào tạo rất là nhiều những cái module liên quan đến cái ngành học và công việc hiện tại của mình bây giờ. Đó là bao gồm ví dụ như là Photoshop này, Premiere này, thiết kế đồ họa AI này, phần mềm dựng audio Audition này, Maya này, phần mềm thiết kế đồ họa Maya. Và sau cái quá trình mà chúng ta được học những cái kiến thức nền tảng lý thuyết đó thì song song thì mình cũng được thực hành luôn. Tức là gần như là các thầy cô lúc nào cũng giao bài tập rất là đầy đủ để chúng ta có thể rèn luôn khi mà chúng ta học xong lý thuyết. Thì cái điều này thực sự mình cảm thấy là mình được vào rất là nhanh, học rất là nhanh. Có những cái gì mà mình muốn học chuyên sâu hoặc là mình muốn làm những gì khó hơn và mình chưa làm được ấy, thì mình sẵn sàng vác máy tính, vác laptop và vác cái câu hỏi đó đến gặp các thầy cô. Thì lúc nào các thầy cô trong khoa ấy, lúc nào cũng nhiệt tình như của một gia đình ấy, có cái gì thì sẵn sàng hỏi, hoặc các anh chị ở trong khóa trên khóa dưới. Thì như là một cái môi trường, là một cái gia đình để mà mình có thể được chia sẻ, mình hỏi, đặt ra những câu hỏi, những câu trả lời sẽ sẵn sàng gửi đến tất cả chúng ta. Thì mình cảm thấy cái lúc mà mình học đấy mình cực kỳ may mắn khi mà được các thầy cô hướng dẫn để mình có được những ngày hôm nay. Và cái quá trình mà mình học thời gian đầu thì mình cứ nghĩ là mình phải đầu tư rất là nhiều tiền, tốn kém để mua máy móc. Thì lúc đó mình cũng không có tiền, gia đình cũng khó khăn. Thế nhưng mà khi mà vào trường thì mình mới biết được rằng là ở trường có đầy đủ tất cả các trang thiết bị để các bạn sử dụng. Bao gồm là có phòng, có trường quay này, phục vụ cho công việc quay phim, những cái môn mà các bạn học đến quay phim này đó. Và có phòng dựng toàn máy khủng luôn, nên là không phải lo nghĩ gì cả. Ngày đấy mình đi học mình muốn ở trường nhiều hơn cả việc về nhà, về trọ luôn. Thế nên là các bạn không phải lo nghĩ gì về trang thiết bị máy móc, bởi vì của trường đầy đủ hết tất cả các trang thiết bị máy móc để các bạn có thể thực hành các cái bài tập mà các thầy cô đã giao cho các bạn. Sau mà cái quá trình mà mình học ở đó thì mình bước ra bên ngoài, mình cảm thấy mình cực kỳ tự tin. Bởi vì không chỉ là lý thuyết hay là thực hành đâu, mà mình còn được tham gia các cái sân chơi khác nhau. Ví dụ như là sân chơi truyền hình nội bộ này, các bạn có thể tham gia SCTV này, và còn rất nhiều các cái sân chơi liên quan đến cái ngành học của mình nữa, để mà mình được cọ sát đối với các bạn học sinh của trong trường này, hoặc các bạn học sinh bên ngoài này, để mình được giao lưu này, được học hỏi này, thêm những kỹ năng để mà mình tự tin bước ra môi trường với cái phong thái thoải mái và đầy chuyên môn. Qua cái quá trình học đó thì bây giờ hiện tại thì mình đang làm cái công việc chính, đó là về dựng phim. Gần như là mình ke toàn bộ cái khâu về hậu kỳ, support cả cho đội về kịch bản trong công ty Gen Z Entertainment, về những cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật này, liên quan đến ý tưởng này, và thậm chí liên quan đến cả quay phim và đạo diễn nữa. Bởi vì tất cả những cái module đó các bạn hoàn toàn có thể được bổ trợ ở khoa công nghệ thông tin trường Cao đẳng truyền hình nhé. Có rất nhiều bạn bây giờ lại đang hỏi là cái ngành media bây giờ hiện nó có đang hot hay là đang có việc làm hay không. Thì thực sự mình đưa hỏi lại các bạn luôn là đối với cái thời đại 4.0 bây giờ ấy, thì với cái thời đại nghe và nhìn ấy, thì họ quá là cần thiết. Từ doanh nghiệp họ bắt buộc phải thuê media để họ có thể PR cái sản phẩm của họ đến với khách hàng một cách hiệu quả nhất. Vì vậy nên là cái media nó là cái luôn luôn hot, không chỉ về doanh nghiệp đâu mà về cả giải trí, về MV, về phim ảnh hay về bất kỳ các cái hình thức nào khác thì họ đều cần đến media cả. Nên là cái nghề của chúng ta bây giờ khi mà chúng ta đã quyết định học ấy, thì nó là một cái mà nghề đang không chỉ hot bây giờ đâu mà còn càng ngày nó càng hot. Thật sự thì khi mà mình trải qua học tại trường và mình bước ra bên ngoài được 2 năm rồi ấy, thì mình nhận thấy là đây là một cái môi trường, một cái khoa mà giúp cho mình có nhiều cái bản lĩnh như ngày hôm nay, để mình có thể xử lý được tất cả các vấn đề trong công việc. Mình có thể ứng biến mọi thứ trong cái lĩnh vực mà mình đang làm, đó là media. Vừa rồi ấy, thì mình vừa có chia sẻ một chút về cái ngành học của mình cũng như là cái công việc hiện tại của mình. Rất là mong các bạn sẽ có những sự lựa chọn sáng suốt khi mà học tại khoa công nghệ thông tin của trường Cao đẳng truyền hình, và bước ra ngôi trường với một tâm thế thoải mái và tự tin nhất nhé.